Xin chào các bạn, đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay là sáng ngày 11 tây tháng 11 tại Hoa Kỳ, có nghĩa là ngày thứ tư. Thì Thuận cũng như thường lệ muốn chia sẻ một số những thông tin với các bạn sáng ngày hôm nay trước khi mà Thuận bắt tay vào công việc của công ty. Thì các bạn thấy được là cho đến sáng ngày hôm nay chúng ta thấy Bitcoin lại tiếp tục có cái sự tăng trưởng và lại muốn thử lại cái mức là 16.000 đô. Lúc mà làm cái video này các bạn thấy là Bitcoin đã là 15 728 đô la chúng mình thấy là cái ngọn nến trong cái giờ này thì đã lên tới cao nhất là 15.897 rất muốn thử lại cái mức là 16.000 đô thì các bạn thấy được là không chỉ riêng là Bitcoin mà hôm nay chúng ta có rất là nhiều những cái đồng mà có cái sự tăng trưởng ngày hôm nay chúng ta thấy rất nhiều sao lên trên thị trường nhất là các bạn thấy được là Ethereum lại tiếp tục tăng trưởng bây giờ đã là 469 đô và Ethereum một trong những đồng mà Thuận đã chia sẻ với bạn rất là nhiều ở trên channel này và là một diễn đồng mà thường nghĩ chúng ta cần phải theo dõi rất là sát trong thời gian này tại vì chúng ta sắp sửa có được thông tin liên quan tới Ethereum 2.0 chúng ta đang chờ đợi cái số tiền đủ ở trong cái ví của Ethereum 2.0 để kích hoạt cái beacon chain của Ethereum 2.0 và các bạn thấy được là cái giá của Ether hiện tại tuy là chúng ta nhìn vào thời gian qua thì cũng có cái sự tăng trưởng khi chúng ta so sánh với lại đồng đô la. Nhưng mà một trong những cái biểu đồ mà ít người nhìn vào đó chính là chúng ta so sánh đồng Ethereum so sánh với lại đồng BTC. Thì các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào cái biểu đồ của Ether và BTC, có nghĩa là Ethereum và Bitcoin ở trên Binance thì các bạn khi mà zoom ra chúng ta nhìn biểu đồ của nến ngày đi. Các bạn sẽ thấy được là cái giá của Ethereum so với lại cái giá của Bitcoin thì vẫn đang ở mức rất là thấp à, ở trong lịch sử của Ethereum và VTC các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này thì các bạn thấy rất là rõ ràng là Ethereum đã có cái thời gian so sánh với đồng BTC đã lên rất là cao của năm 2018 đầu năm 2018, cho nên cái mức hiện bây giờ của Ether thực sự là rất là thấp. Cho nên khi chúng ta nhìn vào biểu đồ so sánh giữa TEM và BTC thì các bạn sẽ được là cái cơ hội tăng trưởng của TEM vẫn còn rất là cao. Nhất là nếu các bạn tin tưởng là Bitcoin sẽ tăng trưởng thì Ethereum sẽ không bị bỏ lại phía sau lưng. Đây là một trong những điều mà mình thường muốn chia sẻ với các bạn. Đương nhiên tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mà đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trước khi chúng ta nói về một số những thông tin khác thì Nếu các bạn chưa theo dõi Thuận Capital trên những cái mạng xã hội Thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link Ở phía dưới video này để tìm thấy những cái thông tin như là Facebook, Twitter và Telegram và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một sàn dịch nào các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận capital như là tham gia vào sàn giao dịch các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trade miễn phí hay là tham gia các bạn có thể được giảm 20% phí dịch mãi mãi tùy theo là sàn những thông tin chi tiết nằm ở phía dưới cái video này các bạn bấm vào để tìm thấy những thông tin đó thì chúng ta bây giờ nhìn vào tình hình thị trường nói chung thì các bạn thấy được là tài chính ngày hôm nay chúng ta nhìn vào thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ thì các bạn sẽ thấy được là để thượng đi ra cái trang chính của CNBC thì các bạn sẽ thấy là ngày hôm nay cổ phiếu lại tiếp tục tăng trưởng sau khi mà tăng trưởng mạnh trong vòng 2-3 ngày qua các bạn thấy là Dow Jones lại tiếp tục tăng lên 68 điểm, tăng 0,23%, S&P 500 tăng 0,83%, và Nasdaq ngày hôm nay thì cũng có cái sự hồi phục cũng khá mạnh, tăng 1,78%, tăng 205 điểm. Thì các bạn thấy được là Nasdaq là một trong những chỉ số mà bị bỏ lại phía sau trong dòng mấy ngày qua khi mà chúng ta nhìn vào tình hình của Dow tăng trưởng liên tục tại vì Nasdaq là một cái chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ ở trong cái chỉ số này, cho nên khi mà cái thông tin liên quan đến vaccine được tung ra thì nhiều người bán những cái cổ phiếu công ty công nghệ tại vì họ nghĩ là những công ty đó đã tăng quá nhiều và dồn tiền trở về những cái loại cổ phiếu khác và các bạn thấy được là cho đến một mức nào đó khi mà người ta bán thì đương nhiên tới mức nào đó quá rẻ thì sẽ có người vào để mà mua và các bạn thấy được là hôm nay chúng ta thấy cái dấu hiệu là nhiều nhà đầu tư lại đổ tiền ngược trở về những cái cổ phiếu công nghệ thì Thông tin ngày hôm nay thì cũng tiếp tục xây quanh qua cái tình hình liên quan tới dịch bệnh. Một là các bạn thấy được là tình hình dịch bệnh lại tiếp tục tăng trưởng. Nhưng mà hai là cái sự lạc quan liên quan đến chúng ta sẽ có một cái vaccine nhanh chóng và sẽ kết thúc cái trận đại dịch này là một trong những cái niềm hy vọng mà các bạn thấy được là tiếp tục được những nhà đầu tư rất là quan tâm đến. Còn về thị trường crypto thì các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào cái tình hình của Bitcoin thì gần đây các bạn thấy là chúng ta có rất nhiều những cái người nổi tiếng nói là bây giờ đã bắt đầu là lưu trữ bitcoin thì đương nhiên các bạn thấy được là đây là một cái điều rất là tốt nhưng mà một trong những điều mà thường rất muốn các bạn lưu ý đến là bắt đầu từ rất lâu chúng ta đã có những người nổi tiếng quan tâm đến bitcoin các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái list mà những người nào nổi tiếng mà quan tâm đến bitcoin thì các bạn thấy được là chúng ta có những cái tên tuổi đã bắt đầu từ rất lâu như là năm 2013 bắt đầu từ snoop dogg rồi tới paul hilton năm 2017 Bill Gates năm 2014 thì có những cái lời nói rất là ủng hộ thị trường crypto Bitcoin nhưng mà sau này thì lại có những cái lời nói giống như là tương tự như là Warren Buffett thì cảm thấy là không có hỗ trợ Bitcoin nhiều như trước đây nữa nhưng mà trước đây Bill Gates cũng là một người mà có lòng tin vào thị trường Bitcoin kế tiếp chúng ta thấy được là Elon Musk, Mike Tyson Serena Williams, một người mà thường không có biết tên tuổi đó chính là Lionel Messi Floyd Mayweather, các bạn cũng đã biết là Floyd Mayweather là một cái nhà boxing rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ Manny Pacquiao cũng là một nhà boxing rất nổi tiếng ở Peter Pan. Uh, Ashton Kutcher, một cái diễn viên và Canyon West, các bạn cũng đã biết Canyon West là một cái ca sĩ rất là nổi tiếng và là một người mà tuyên bố là gã ăn cư tổng thống cho năm nay nhưng mà các bạn thấy được là cuối cùng cũng không thấy đâu hết thì các bạn thấy được là có rất nhiều diễn viên có rất nhiều người ở trong cái thế giới điện ảnh ở trong cái thế giới ca nhạc ủng hộ Bitcoin nhưng mà điều đó cũng không có làm qua sự xôn xao bằng khi mà các bạn thấy được là những cái người nổi tiếng ở trong thị trường tài chính nói chung tham gia vào Bitcoin như là các bạn thấy được là chúng ta nghe những thông tin mà thuận mới vị chia sẻ với các bạn trong thời gian gần đây liên quan tới Stanley Ruck Miller, sẽ là liên quan tới Paul Tudor Jones, Robert Kiyosaki những cái tên tuổi nổi tiếng trong thị trường tài chính bắt đầu quan tâm đến Bitcoin thì những người đó mới thực sự những người mà lên trên những cái đài truyền thông liên quan đến tài chính để mà nói về Bitcoin cho bạn thấy được là Stanley Druckenmiller cũng đã có cuộc phỏng vấn với lại CNBC và nói là ủng hộ Bitcoin. Cho bạn thấy được là những người như là Paul Tudor Jones cũng đã có rất nhiều cuộc phỏng vấn với lại đài CNBC nói rất tốt về Bitcoin và đây là những người mà câu nói của họ mới có cái sự ảnh hưởng đối với lại cái sự phát triển về mặt giá cả của Bitcoin. Nhưng mà một trong những điều các bạn cần phải hiểu là chúng ta nhìn vào thị trường Bitcoin này, đây là một cái thị trường rất là nhỏ. Chúng ta thấy được là cái tình hình mà người ta mua Bitcoin số lượng lớn cũng xảy ra rất nhiều, có nghĩa là chúng ta có rất nhiều những cá vô, những cái mập ở trong thị trường này. Các bạn thấy được là những cái đầu tư lớn hơn như là thị trường vàng còn bị làm giá chứ đừng nói tới là thị trường Bitcoin nhỏ bé của chúng ta. Các bạn thấy được là thị trường vàng ước tính là lên tới 8.000 tỷ đô la mà còn bị làm giá, chứ còn chúng ta nói tới Bitcoin. Các bạn thấy được thị trường chỉ có mấy trăm tỷ mà thôi. Đương nhiên việc làm giá là có và các bạn thấy được trong thời gian gần đây khi mà các bạn nhìn vào cái well map này các bạn thấy được là có những cái nơi mà có cái hình tròn lớn hơn màu xanh đây là những cái nơi mà có số lượng lớn bitcoin được thu mua và đây là một cái dấu hiệu cho thấy được là đây là những cái nơi mà được thu mua bởi những người có tiền trong thời gian gần đây cho nên các bạn thấy được là khi bitcoin rơi xuống thì sẽ được hỗ trợ ở những cái mức này thì các bạn thấy được là một trong những điều mà thượng muốn chia sẻ với các bạn là khi mà chúng ta nhìn vào cái tình hình của bitcoin hiện bây giờ tuy là các bạn thấy là có một số những người nổi tiếng như thường mới vừa chia sẻ đã lên tiếng nói là hỗ trợ ủng hộ bitcoin và tin tưởng bitcoin là một tài sản lưu trữ giá trị nhiều khi còn tốt hơn là cả vàng nhưng mà các bạn thấy được là tuy nhiều bạn nói là khi chúng ta nghe được những cái thông tin này thì những người đó họ đã mua bitcoin rồi những người đó là họ đã gom đủ bitcoin rồi họ bây giờ muốn bơm giá bitcoin lên để cho họ kiếm lời nhưng mà thật ra mà nói các bạn thấy được là chúng ta thường hay nói tới cá voi cá mập như là các bạn nói tới là tất cả là cùng chung chí hướng, tất cả đều là một nhóm hết. Nhưng mà không phải đâu các bạn, tại vì khi mà các bạn nhìn vào thế giới đầu tư thì người có tiền không hẳn là cùng đứng về một phe, các bạn thấy được là họ vẫn tiếp tục cạnh tranh với nhau, coi coi là ai giàu hơn ai, ai kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Cho nên không phải là các bạn thấy được là tất cả các bộ cá mập đều bắt tay với nhau để mà làm giá thị trường Họ có rất nhiều những cái bất đồng quan điểm Nhất là các bạn thấy được là có thể là một số người như là Stanley Druckenmiller hay là Paul Tudor Jones Đã gom rất nhiều Bitcoin trong thời gian 2-3 năm qua Bây giờ họ đã cảm thấy đủ Nhưng mà khi mà họ đưa ra cái thông tin là họ ủng hộ Bitcoin Thì sẽ có những người như là Stanley Druckenmiller như là Paul Tudor Jones Bây giờ là vẫn chưa có Tham gia vào trường Bitcoin này Và họ sẽ không có bỏ lỡ cái cơ hội này Họ sẽ không để những người như là Stanley Druckenmiller hay là Paul Tudor Jones Qua mặt họ Tại vì các bạn thấy được là mọi người đều cạnh tranh với nhau Paul Tudor Jones hay là Stanley Druckenmiller Đều là những cái nhà đầu tư nổi tiếng Những cái nhà mà quản lý quỹ đầu tư cho nên khi mà họ kiếm được lợi nhuận thì họ sẽ thu hút thêm nhiều khách hàng. Những cá vôi khác cũng sẽ không có để cho họ có cái cơ hội đó. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là nếu như mà chúng ta có nhiều người có tiền mà bây giờ họ mới nhận ra được là có những người đã đi trước mình như là Paul Tudor Jones hay là Stanley Druckenmiller mua rất nhiều Bitcoin thì họ phải làm gì? Họ có thể là sẽ muốn có cái số lượng Bitcoin tương đương hoặc là nhiều hơn, nhưng mà họ sẽ không có để cho Bitcoin lên tới cái mức quá cao khi mà họ làm điều đó cho nên sẽ có những cái đợt là xuống giá mạnh và xuống giá nhanh. Đây là những cái đợt mà các bạn sẽ thấy được là cá voi hay cá mập thực sự là muốn đẩy giá xuống để làm gì? Để cho họ có thể gom số lượng bitcoin cần thiết trong cái thời gian ngắn và gom được cái số lượng bitcoin nhiều. Cho nên khi các bạn thấy là bitcoin trong cái tình hình bây giờ sẽ dẫn đến là rất là dễ có những cái đợt mà bitcoin bị đẩy giá xuống mạnh sau đó lại được mua và đẩy giá ngược trở lên các ta sẽ thấy được là bitcoin sẽ rất là dao động nhưng mà xu hướng vẫn cũng sẽ là cái xu hướng lên tại vì thường tin tưởng là chúng ta đang nằm ở trong cái tình hình tăng trưởng kế tiếp khi mà một cá vôi nào mà muốn dìm giá bitcoin thì họ sẽ bán đi một cái số lượng lớn bitcoin làm cho mọi người hoảng sợ và khi mà mọi người hoảng sợ họ sẽ bán bitcoin của mình dẫn đến là giá cả dao động rất là mạnh trong thời gian có thể là một ngày nhưng mà ngay sau đó lại sẽ được đẩy giá ngược trở lên và những người mà có tiền họ sẽ có cách để mà điều khiển những cái thông tin cho nên các bạn sẽ thấy được là có thể là có rất nhiều những cái thông tin mà mang cái tính chất lo ngại được tung ra ao ạt trong một thời gian ngắn để mà đẩy giá bitcoin xuống và họ sẽ chờ sẵn để mà mua để mà để ngược trở lên và đây là một điều mà các bạn sẽ thấy khi mà chúng ta nằm trong cái mùa tăng trưởng của bitcoin trong cái mùa tăng trưởng của bitcoin bitcoin đi xuống mạnh 20 30 phần trăm trong thời gian ngắn cũng là một điều mà xảy ra rất là nhiều trong lịch sử của bitcoin nhất là năm 2017 và Bây giờ Thuận sẽ bắt tay vào công việc hàng ngày Cho nên Thuận sẽ ngừng cái video này ở đây Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này Thuận sẽ gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn